Dạ, Thanh Thảo xin gửi lời chào tất cả các ông bà, các cô bác, các anh chị và chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát tài và đặc biệt đó là dồi dào sức khỏe nha. Thanh Thảo biết là ngày hôm nay thì ai lên đây cũng hát nhạc xuân rồi, hát nhiều bài xuân lắm. Cho nên là bây giờ Thanh Thảo hát cái bài mà Thanh Thảo nổi tiếng nhất để ở đây mấy ông bà cô bác nhớ lại Thanh Thảo của 28 năm về trước nha. Cho nên là em sẽ chọn một cái bài mà nổi tiếng nhất của Thanh Thảo để hát tặng mọi người. Trời ơi sao có cái đuôi lúc nào cũng đi theo hết nè. Lên tới sân khấu cũng theo hả? Sao không? À, bây giờ con nói là chúc mừng năm mới ông bà. Chúc mừng năm mới bà. Rồi vậy con đứng đây nha để mẹ hát nha. Ok rồi. Rồi bây giờ cho Thanh Thảo hát tặng các ông bà, các cô bác ở đây bài hát nhân dịp một cái xuân mới như vậy. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ dành cho Thanh Thảo những cái tràng pháo tay để thay cho quà xuân, quà lì xì Thanh Thảo nha. Bài hát có tựa đề là Ôi tình yêu. Dạ. Hey!
hồi nãy giờ Thanh Thảo thấy là có nhiều người, nhất là anh áo sơ mi trắng, anh có quay cái clip này lại đúng không ạ? Lát nữa anh cho em xin nha, để em làm kỷ niệm. Nãy giờ ai có quay cái clip này lần đầu tiên con em lên sân khấu nhảy với em luôn đó, cho nên ai quay lát nữa cho em xin nha. Bây giờ đó, trước khi mà anh lì xì cho con em chứ không lì xì cho em. Em hát cái bài mà lúc nào em lên cái show công thành show của anh cũng hát, và anh rất là thích đi show với em cũng hát. Em biết cái bài gì rồi không? Hát bài đó đầu năm kỳ lắm luôn. Không sao. Chơi luôn hả rồi? Ừ. Ghê vậy. Cái ngoái ngoái đầu năm là nó hên lắm. Mỗi lần gặp Thanh Thảo là anh Công Thành yêu cầu bài Xót Xa. Yeah. Trời ơi, mới sáng mùng 1 mà Xót Xa luôn. Chơi luôn hả? Chơi luôn. Ghê vậy. Này con cầm đi, con cầm lì xì nha. Chờ mẹ chút. Bây giờ các thí sinh mà thi áo dài xin mời lại tụ họp lại ở đây, để sau cái phần của Thanh Thảo là sẽ cái phần áo dài. Một lần nữa Thanh Thảo xin